Thời gian qua, trên truyền thông xuất hiện thông tin các tuyển thủ đội tuyển trẻ bóng bàn quốc gia bị cho là thiếu ăn, dù phải đóng tới 800.000 đồng cho mỗi bữa ăn, bữa tối, 8 vận động viên. Ngoài ra, các vận động viên còn phải chuyển một phần tiền ăn cho huấn luyện viên trưởng, ngoài số tiền ăn theo quy định. Điều này dẫn tới việc vận động viên thường xuyên phải tự mua đồ ăn thêm mới đủ sức tập luyện. Sau khi xác minh thông tin, Cục Thể dục Thể thao đã cho thôi tập huấn đối với hai huấn luyện viên đội tuyển trẻ bóng bàn quốc gia là ông Bùi Xuân Hà và Tô Minh, đồng thời chuyển toàn bộ đội tuyển về Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Nhổn. Lúc nào cũng muốn vươn tầm thế giới, thế mà bữa ăn còn lớp nốt của các cháu. Quá thất đức, để xem những con người ấy sẽ trả giá như nào, tài khoản New Xuân phẫn nộ sau khi theo dõi sự việc. Chung cảm nhận, anh Nguyễn Khắc Hiếu bình luận, cứ bảo tại sao thành tích thi đấu của ta kém so với khu vực, lý do là đây chứ đâu. Đúng là huấn luyện viên lớp. Trước lời giải thích của huấn luyện viên Bùi Xuân Hà, cho rằng việc yêu cầu các vận động viên nộp thêm tiền cho mình là để tiết kiệm hộ các em, nhiều độc giả để lại bình luận với giọng điệu châm biếm, mỉa mai. Họ cho rằng đây thực chất chỉ là lời biện hộ vụng về của vị huấn luyện viên này. Nghe giải thích đã thấy vô lý, làm gì có chuyện nộp tiền cho huấn luyện viên để tiết kiệm, sau này sẽ trả lại. Đây là giọng điệu lấp liếm vì biết là không nuốt được, ăn không đủ no còn bày đặt gửi tiết kiệm cho thầy. Bố mẹ còn phải chu cấp thêm thì gửi tiết kiệm làm gì? Thầy cứ nói vui vậy, thầy đá nhầm sân rồi. Chuyên môn bóng chuyền mà nhảy qua làm tiết kiệm ngân hàng. Cho rằng cần xem xét trách nhiệm hình sự đối với những cựu huấn luyện viên của đội tuyển trẻ quốc gia, cái này là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tham ô tiền của nhà nước. Chỉ tội cho các vận động viên trẻ, mầm non tài năng của quốc gia mà bị rơi vào tay những người thầy và quản lý không có tâm. Có cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự. Theo dõi sự việc, luật sư Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc công ty luật TGS, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, có chung cảm nhận với nhiều độc giả. Ông cho rằng với chất lượng bữa ăn thông qua hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, việc định giá 800.000 đồng cho mỗi bữa ăn này tồn tại nhiều điểm đáng nghi ngờ. Không những vậy, việc vận động viên trình bày phải nộp thêm tiền cho các huấn luyện viên cũng là một điểm đáng lưu tâm, cần được các cơ quan có thẩm quyền sớm vào cuộc xác minh, làm rõ. Dựa trên kết quả xác minh sơ bộ bước đầu, ông Tuấn cho rằng nếu cơ quan quản lý đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia nhận thấy có dấu hiệu ăn chặn tiền ăn của các vận động viên, họ có quyền mời cơ quan công an vào cuộc để điều tra. Từ đó, sẽ có cơ sở để xác định trách nhiệm pháp lý của những vị huấn luyện viên này. Nếu vào cuộc, cơ quan công an sẽ khai thác lời khai của các huấn luyện viên, vận động viên cũng như những cá nhân liên quan tới vấn đề này, kết hợp cùng việc thu thập thêm chứng cứ, tài liệu, sổ sách, truy xuất lịch sử chi tiêu cũng như các khoản thu, chi của đội tuyển và những huấn luyện viên này. Những chứng cứ, tài liệu đó sẽ là căn cứ quan trọng để xem xét trách nhiệm của huấn luyện viên. Nếu các huấn luyện viên là người có chức vụ, quyền hạn, được giao trực tiếp quản lý tiền ăn của vận động viên từ nguồn ngân sách nhà nước nhưng cố tình cắt bớt khẩu phần ăn của vận động viên để chiếm đoạt phần tiền chênh lệch thành tài sản cá nhân, đây là hành vi có dấu hiệu của tội tham ô tài sản.